Việt Vĩnh Long xin chào quý vị và các bạn thân mến nha. Thì hôm nay có hai cái củ lò bát chia sẻ đến quý vị và các bạn nha. Thì đầu tiên là chia sẻ củ màu trắng này đi nha. Thì đây là một cái củ lò của hãng Manavoc. Manavoc là một cái thương hiệu của Mỹ nha anh em. Manavoc là một thương hiệu của Mỹ. Đấy. Thì củ lo này nó sở hữu bát 30 xương trắng nha. Và cái số series trên màn giấy này thì trùng trên màn giấy của Panavox 1281. Thì bên đây cũng 1281. Và bây giờ việc cầm điện thoại các quay cho anh em xem. Trùng cái số series 1281. Và bên đây cũng thế. Đây là một cái lo màn giấy. Màn giấy của hãng Manavoc. Đây. Manavoc. Số của nó đây. 581212. Và bên đây cũng thế luôn, trùng cặp trùng đôi luôn. 581212 ha. Thì lo này tình trạng của nó là nguyên bản, nguyên zin. Đây, nguyên zin. Đây là một cái cặp củ lo cổ. Anh em nào về mà chế cháo đó thì nên nhớ là đôi này là nhạc vàng nha, nhạc vàng rất là hay. Thì nó cho ra chất âm rất là trung thực. Còn những anh em nào mà chơi nhạc đen thì đừng có lấy củ lò này về mà chế nha. Và ở đây là viền của nó đó, là viền giấy luôn. Viền giấy dính liền với cái màn này. Ngay. Và hãng Manavoc á, nó làm mà nó không có nó cái màn giấy nó không có liền, thường là đa số là nó nối lại như thế này nè anh em. Đó. Hãng Manavoc cổ là thường là như thế này. Mình không biết hồi xưa họ làm như thế nào mà họ nối lại như vậy, mình không biết. Không, cái này chả hiểu. Là đa số là Manavoc là nó làm như vậy. Một số hãng khác cũng có một số dòng lo là họ nối cái màn giấy lại như thế này. Thì nhiều anh em không biết thì cứ bảo là cái lo gách rồi, gách màn, gách giấy rồi, giá lại thì xin không phải đâu nha. Đừng có nghĩ vậy nha. Đó, thì nó bên ở bên trong của nó nè, nó y chang vậy thôi. Đó. Thì họ nói lại mình này mình không biết là lý do tại sao họ lại làm như thế thì mình không gành lắm. Đó. Thì hai bên đều như thế hết. Thì cái này anh em nào mà chơi lâu năm thì cũng đã biết cái hãng Manavoc này nó như thế à, cũng không cần phải nói giải thích thêm nhiều. Và đôi khi mấy anh em mới biết chơi không có biết rồi nghĩ là lo nó bị vấn đề. Đây là lo bass 30. Bass 30. Thì cái cặp củ bass này nếu mà anh em nào mà về chế đó, nghe nhạc mà nhạc xưa đó, nhạc bolero, nhạc vàng trữ tình của mình đó, tuyệt vời đó nha. Chất âm của nó là phải nói là mộc, nó tái hiện mà cái lời ca sĩ trung thực nhất. Giá 3 triệu nha anh em. Cái cặp cũ này giá 3 triệu cho anh em nè. Rồi. Kế bên đây là cái củ lo của hãng Sang Xui, bass 34. Củ từ rất là to. Củ từ rất là to nha. Còn sáng cho luôn, sáng cực kỳ luôn. Đó. Củ này rất là nặng. Viền này là viền của nó là viền giải. Viền giải thì anh em muốn chơi viền mút hay là gì đó, anh em muốn như thế nào đó thì anh em tự thay ha. Bass 34. Bass có đường kính 34, còn rất là to, nguyên bản. Lo nguyên bản rất là đẹp ha. Thì đôi này mình chia sẻ đến anh em giá 3 triệu rưỡi nha. Giá 3 triệu rưỡi cái đôi cặp lo Sang Xui nè. Cặp bass của hãng Sang Xui. Đây là dòng lo Sang Xui sức thị trường châu Âu nha. Rất là nặng. Đó.